trong mình ngồi nhiều dưới ra vô đó. Lên tim luôn hả? Quay lấy nữa cái học mà lại đi tìm đổi đạo thôi ơi, con đạo này chấp nhận không được rồi. Đổi đạo, đổi đạo, đừng nghĩ đổi đạo, bỏ tiếng gì cho một cô gái đẹp quảng cáo kem che hình xăm. Trời ơi, rồi sếp làm hư khung hình của em luôn rồi. Che hình xăm rồi điện tình ai rồi, ai rồi, lâu quay lại rồi, quay cái clip á. Mọi clip lúc trước mình chưa có tâm mà. Ai cái này mình đi nước ngoài cũng giống là che được ha. Cho che luôn ha, biết không? Biết chưa? Nhìn mặt, nhìn ngoài biết mát. Nhìn mặt như cương thi gì đó. Nhìn ngoài biết, ví dụ như không biết, nhìn ngoài mất cấp chỗ nào trang điểm là biết chứ. Còn lên hình ảnh nhìn nó đẹp thôi, chắc chắn có mất cấp. Đổi đâu? Tiểu nhị đổi đâu? Cho hai con đi. Cho hai hợp lý. Chuyện giờ trong giới nào hợp lý. Mừng quá hiểu không?